Hello, xin chào anh em. Em là Nguyễn Như Anh. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị em đang kinh doanh trong lĩnh vực giày dép một cái từ khóa cực kỳ quan trọng, phải nói là siêu quan trọng mà em anh đã phải nghe đi nghe lại từ bác Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch của tập đoàn Trung Nguyên Legion. Và em anh cũng công ty của em anh cũng là Kaizen Legion luôn. Cũng rất là mong có sự may mắn từ cái từ Legion này. Và sẽ là Kaizen, sẽ là cải tiến liên tục. Còn Legion sẽ là một trở thành một huyền thoại. Thì bác Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói một từ khóa cực kỳ quan trọng trong cái buổi họp báo của bác Vũ. Đó là phải xây dựng tập đoàn Trung Nguyên Legion trở thành một tập đoàn khác biệt, đặc biệt và duy nhất. Phải đi tới tính cuối cùng của nó là tính duy nhất. Vậy thì trong cái lĩnh áp dụng vào trong cái lĩnh vực giày dép của anh em mình thì như thế nào? Em anh đã có kinh nghiệm trong bán hàng rất là nhiều. Từ ngày xưa là bán hàng rong này. Em anh có kinh nghiệm nhìn vào một đám đông là em anh sẽ biết được ngay lập tức người nào có khả năng chi trả tiền. Chỉ cần nhìn một phát, nhìn vào hai vợ chồng thôi là em anh sẽ biết là phải nói chuyện với chồng hay là phải nói chuyện với vợ. Chúng ta khi mà chúng ta đi bán hàng thì chúng ta không thể nào tập trung vào cả vợ lẫn chồng được. Nếu như mà tập trung vào cả vợ lẫn chồng mà nói chuyện nhầm người thì anh em sẽ không bao giờ bán được hàng và mất luôn cơ hội bán hàng. Thì yếu tố ở đây đầu tiên đó là khác biệt. Chúng ta cần phải có tạo ra một thứ gì đó khác biệt cho cái sản phẩm của chúng ta, cái dịch vụ chúng ta. Và đi tới tính thứ hai là tính đặc biệt. Nó phải đặc biệt hơn với tất cả các sản phẩm, tất cả những dịch vụ ở trong ngành. Và cái tính cuối cùng là tính duy nhất của nó. Thì đây là yếu tố nó rất rất khó. Nếu mà đi được tới tận ba cái bậc thang này thì cái doanh nghiệp, cái công việc kinh doanh giày dép của anh em chúng ta sẽ bứt phá một cách ngoạn mục. Và hãy lưu ý một điều rằng không bao giờ tham gia vào cuộc cạnh tranh về giá. Em anh đã tham gia vào rất nhiều cuộc cạnh tranh về giá, rất nhiều cuộc đốt tiền để cạnh tranh về giá. Nó đơn giản là như thế này, nó là chỉ là trò thao túng thôi. Khi mà chúng ta tham gia vào một thị trường, chúng ta muốn ăn hết thị trường thì phải xác định rõ cái thị trường đó, dung dịch giao dịch của thị trường là bao nhiêu, được chưa? Nếu như mà nó quá lớn thì chúng ta xem chúng ta có đủ nguồn lực không. Nếu không đủ nguồn lực tham gia, không tham gia vào những cái thị trường đó đốt là sẽ bị người khác nhiều tiền đốt và chúng ta sẽ chết. Chúng ta phải tham gia vào những thị trường có dung lượng giao dịch nó vừa phải với chúng ta và chúng ta sẽ phải trở thành con cá mập trong đó. Và đốt tiền như nào? Có nghĩa là chúng ta phải đốt chết toàn bộ tất cả bọn đối thủ, ép giá đến mức bọn nó phải phá sản. Và sau khi bọn nó phá sản thì chúng ta nâng giá lên. Thì trong vài ngành, vài ngách rất là nhỏ em anh đã thực hiện được điều này. Nhưng mà về lâu về dài, chúng ta đó không phải là cái con đường để mà chúng ta có thể đi xa được. Rất khó. Và khi một khi đã lỗ thì nó rất là hên xui. Nếu như có nhiều con cá mập cùng biết được cái tư duy này thì bọn nó sẽ liên tục đốt. Và cái cuộc chiến này phải gọi vốn liên tục, anh em hiểu không? Vậy thì chúng ta giờ phải thay đổi cái chiến lược để trở nên khác biệt, đặc biệt và duy nhất. Thì rõ ràng trong mỗi bản thân anh em chúng ta cần phải suy nghĩ, phải tự suy nghĩ ra một cái USP riêng của bản thân mình. Như em anh thì không, không tập trung vào cái vấn đề cạnh tranh về giá với tất cả các đối thủ nữa, mà mình sẽ tập trung vào cái việc trao giá trị lợi ích nhiều hơn cho khách hàng. Không chỉ đơn giản nó chỉ là một đôi dép, mình không đơn giản mình bán là một đôi dép đâu anh chị ạ. Mình bán luôn cả cái tính năng của nó nữa, không chỉ đơn giản là tính năng mà bán luôn cả cái phong cách phục vụ của mình, bán luôn cả giá trị và thậm chí bán luôn cả con người của mình đến cho khách hàng luôn. Hoặc là thậm chí bán mạnh mẽ hơn, đó là chúng ta bán luôn cho họ một cái tương lai của họ luôn, một cái giá trị vô hình luôn. Thì khi mà giá trị vô hình mà được cài cắm vào trong sản phẩm thì cái sản phẩm đó của anh chị nó sẽ có giá trị gấp ngàn lần và nó không thể định giá được, anh chị hiểu không? Thì khi đó sản phẩm của chúng ta sẽ có một sức hút cực kỳ lớn trên thị trường. Và khi mà làm được cái USP của riêng của từng doanh nghiệp dép như này rồi thì gần như không thể sao chép được. Đây là một yếu tố không thể sao chép được và đây là yếu tố cực kỳ cốt lõi. Và em anh cũng đang định hướng dần tới những cái hướng như thế này. Thì khi mà chúng ta tạo được một cái USP riêng cho bản thân doanh nghiệp của chúng ta thì gần như không có một đối thủ nào có thể sao chép được, kể cả sát tanh vào cũng không thể sao chép được. Đấy là những cái yếu tố cực kỳ hay mà hôm nay em anh muốn chia sẻ cho tất cả các anh các chị. Rất là mong mỗi chúng ta có một cái giá trị riêng. Tất nhiên mỗi người chúng ta sẽ có một cái giá trị riêng, giá trị cốt lõi riêng và không thể sao chép được. Và hãy đem nhiều giá trị hơn nữa tới cho khách hàng. Thì cái này tự mỗi bản thân anh em chúng ta cần phải suy nghĩ ra. Nó thuộc về sáng tạo anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đừng quên, em anh là chủ xưởng sản xuất dép, có rất nhiều mẫu mã đẹp, chất lượng đang chờ đón anh em. Và ấn đăng ký kênh
để lại lời bình luận và chúng ta sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn. Xin chào.